là phép tắc. Chúng ta nghe nói đến pháp thì chúng ta liền nghĩ đến là lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, đó là pháp. Nhưng pháp nói chung đó là phép tắc. Pháp tức là phép tắc, tức là tất cả muôn sự muôn vật ở trên thế gian này, vật nào cũng đều có lý nhất định và đều có khuôn mẫu của nó. Thưa quý vị, các vật vạn vật ở trên thế gian này có những cái lý nhất định và có khuôn mẫu của nó hay không? Nhất định là có. Mà đã có khuôn mẫu thì không thể vượt qua cái khuôn mẫu đó. Khi chúng ta vượt qua cái lý nhất định, vượt qua cái khuôn mẫu đó thì đó là vi phạm, chúng ta làm phá hỏng đi cái khuôn mẫu nhất định đó. Ví dụ như đơn thuần là một cái ly đựng nước thôi, thì chúng ta rót nước vào ly. Cái ly này đựng chừng khoảng 200ml. Nhưng mà chúng ta đã đổ nhiều hơn cái con số cần thiết đó, thì là gì? Là nó đã vượt qua cái khuôn mẫu nhất định của cái ly. Và khi nó đã vượt qua cái khuôn mẫu nhất định của cái ly, tức là ly nước này bị tràn và đổ ra ngoài. Cho nên pháp tức mọi thứ ở trên đời này, vạn vật là một pháp. Ví dụ như cái bàn này cũng là một sắc một pháp. Con người chúng ta cũng là một sắc một pháp. Những vật chúng ta sử dụng đều là một sắc một pháp. Và tất cả vạn vật trên thế gian này, những cái pháp ấy đều có cái quy định, đều có khuôn khổ nhất định và chúng ta không thể vượt qua. Khi người ta chế tạo ra vật dụng, hay là đơn thuần như là người ta nấu món ăn chẳng hạn đi, thì tất cả nó đều phải có một cái liều lượng, đều có một cái công thức nhất định thì nó mới có thể tạo ra được sản phẩm đó. Nếu chúng ta vượt quá cái liều lượng đó thì sản phẩm đó không thể thành tựu. Nấu một món ăn cũng vậy thôi, mắm muối gia vị cũng phải có liều lượng nhất định thì nó mới vừa ăn. Nếu như chúng ta bỏ một cái gì đó nhiều hơn cái sự cần thiết cho món ăn đó thì món ăn đó chúng ta ăn sẽ khó ăn. Chẳng hạn như chúng ta đổ dầu nhiều hơn hay chúng ta bỏ muối nhiều hơn vân vân, thì nó sẽ béo quá, nó sẽ ngậy quá, hay là nó sẽ mặn quá, chua quá vân vân, thì không thể ăn được. Hay là chúng ta trồng cây cũng thế. Một cái cây khi trồng xuống, hỏi rằng nó có cái khuôn mẫu nhất định của nó hay không? Có. Tức là một người làm vườn phải nghiên cứu để biết được rằng cái cây này nó cần nước hay nó không cần nước, nó chịu ẩm hay nó chịu khô, nó chịu đất như thế nào. Và nếu như cái cây này nó chịu ẩm nhưng nó không chịu úng, nếu chúng ta tưới nhiều nước quá bị úng nước, cây sẽ chết. Cây này nó chịu ẩm mà chúng ta để khô quá nó sẽ chết, vân vân. Đó là những cái gọi là những cái quy tắc mà không thể vượt qua. Và ở trong sinh hoạt của con người cũng như thế. Chúng ta thấy một con người sinh hoạt có khoa học, chúng ta ăn uống điều độ, chúng ta vận động, chúng ta tập thể dục, chúng ta làm việc vân vân, có chừng mực thì người đó nhất định sẽ khỏe mạnh. Còn nếu như chúng ta ăn uống không điều độ, ăn cho thỏa mãn cái muốn ăn của mình, thì mình có thể từ cái việc ăn đó bệnh từ miệng mà vào. Cho nên cũng từ cái việc ăn đó mà chúng ta bị bệnh, chúng ta bị béo phì, hoặc giả là có những người thay vì ăn như vậy nhưng sợ mập quá xấu, cho nên lại kiêng ăn thì lại ốm, dẫn đến suy dinh dưỡng, dẫn đến bệnh tật. Có những người đẹp chết trẻ vì sao? Vì cái mức độ kiêng quá khắc nghiệt, vân vân. Cho nên trong sinh hoạt của con người cũng thế, mỗi ngày trong sinh hoạt khi chúng ta mở mắt ra, chúng ta đều phải chấp nhận ở trong cái khuôn khổ, trong cái quy tắc đó. Nếu chúng ta vượt qua thì là bản thân chúng ta có vấn đề, cuộc sống chúng ta sẽ gặp vấn đề. Đó là pháp. Trong Sơ Đạt Phật Học Giáo Hoa Thơ lại nói: các bậc thánh nhân trong mỗi nước
đều có những phương pháp làm cho con người đi vào con đường chân chánh, giống như là lễ giáo, pháp luật, quy ước, vân vân. Chẳng những bậc thánh nhân, nếu nói đến những vị này, tức là ở thế gian pháp và đạo pháp là nói chung, ở trong này có đạo giáo hay là Phật giáo hay là những tôn giáo khác, thì những vị thánh nhân này làm gì? Những vị thánh nhân này tạo ra những cái quy ước hay là pháp luật, chẳng hạn giống như là các nhà hành pháp, người ta đã xây dựng lên cái cù máy pháp luật để làm gì? Để giúp cho con người ở trong xã hội đó được bình ổn, không có vi phạm những pháp luật. Và thậm chí người ta có thể chế tài những cái nhà hành pháp để không cậy quyền ý thế mà lạm dụng cái quyền thế của mình để mà hà hiếp dân làng, vân vân. Đó là những cái pháp luật, những cái quy ước. Và những pháp luật này cũng ứng dụng cho con người ở trong xã hội đó, để con người ở trong xã hội đó không vi phạm vào pháp luật, làm cho xã hội không rối loạn, làm cho con người bình an. Có những cái quy ước, luật pháp, thậm chí là khi mà những nhà hành pháp người ta soạn ra cả hàng mấy trăm năm về trước, cho đến bây giờ vẫn còn có thể ứng dụng được ở những cái đất nước lớn. Cho nên là chúng ta biết, những người làm như thế, tức là người ta có một cái nhìn sâu, một cái nhìn trí tuệ, nhìn sâu vào hiện thực của những người lập pháp, và người ta nhìn, người ta biết là con người thường thường hay bị rơi vào cái là gì, lạm dụng, dụng quyền, chuyên chế, vân vân. Cho nên là cái nhà lập pháp người ta lập ra những cái quy ước như thế. Đối với đạo giáo ở đây thì chúng ta nói chung đến là tất cả các tôn giáo lớn. Thì ví dụ như là Khổng giáo, như Đạo giáo, như Thiên Chúa giáo, như Phật giáo, như Do Thái giáo, vân vân, tất cả những tôn giáo này, các vị giáo chủ hay là những cái người đứng đầu ở trong giáo phái đó, họ vẫn luôn luôn lập ra những cái quy ước, những cái chế định của tôn giáo để làm gì? Để cho những người mà đi theo con đường ấy, đi theo tôn giáo ấy, cải tà quy chánh, bỏ ác làm lành, để cho người ta thay đổi mình, hoàn thiện mình và sửa mình cho mỗi ngày mỗi thánh thiện hơn. Đó cũng thuộc về pháp. Và pháp này đó là pháp luật, là quy ước, là lễ giáo, vân vân. Chúng ta thấy ở đạo Khổng, đạo Nho, người ta có gì? Có lễ giáo. Và cái lễ giáo này để tôn vinh cái đẹp của con người, là một con người có giáo dục. Và nó cũng là nền tảng căn bản để làm cho quốc gia, làm cho xã hội được an hòa, được thịnh trị. Pháp của Đức Phật dạy thì không hẳn nằm ở lễ giáo, ở pháp luật, ở quy ước. Nhưng mà nếu như nói đến giáo pháp của Đức Phật dạy, là một Phật tử sơ cơ căn bản nhất, thì chúng ta bắt đầu vào chùa, chúng ta quy y là chúng ta đã nhận được cái giáo pháp đó là gì? Đó là Đức Phật dạy người đệ tử Phật phải giữ gìn năm giới cấm: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng những chất say sưa nghiện ngập. Chúng ta thấy đã trải qua hơn 25 thế kỷ, nhưng mà cái giáo đó, giáo pháp đó, lời dạy của Đức Phật về năm giới đến bây giờ vẫn còn ứng dụng, vẫn không thay đổi. Và người đó chỉ cần ứng dụng, giữ gìn năm giới, ứng dụng trong cuộc sống này, thì nhất định bản thân người đó có được sự an lành, hạnh phúc, và chẳng những bản thân người đó mà những người xung quanh cũng có được sự an lành, hạnh phúc nhờ vào việc giữ giới của họ. Như vậy thì pháp
Ở đây nói đến là gì? Lời của Đức Phật dạy. Từ đầu chúng ta nói đến pháp, tức là những cái tất cả vạn vật ở thế gian, những cái mà có cái quy tắc, tất cả vạn vật đều có quy tắc nhất định, đó là pháp. Rồi chúng ta nói cao hơn một chút nữa là gì? Là những cái pháp luật, những lễ giáo, những quy ước mà những bậc thánh nhân, những bậc cổ đức thời xưa đã soạn ra để cho con người ứng dụng. Và chúng ta nói viên mãn hơn một chút nữa, đó là nói đến giáo pháp, là những lời vàng ngọc từ kim khẩu của Đức Thích Ca Mâu Ni nói ra và được lưu truyền lại cho đến ngày nay. Những người đệ tử Phật vẫn theo giáo pháp, vẫn theo lời Phật dạy để mà hành trì. Và ở trong lời Phật dạy đó, hôm nay thì thời gian có hạn, thì chúng ta chỉ nói ở cái phạm vi rất ngắn, rất nhỏ và rất gần gũi, đó là năm giới cấm và bát chánh đạo. Tức là ở trong tứ đế, khi Đức Thế Tôn chuyển pháp luân gồm có khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thì chúng ta nói đến đạo đế, tức là con đường đưa đến giải thoát an vui, đó là bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh đệ định. Khi bạn đã quy y, bạn đã giữ gìn năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu, vân vân, không sử dụng những chất gây nghiện làm cho con người mình mất ý chí, mất kiểm soát, là bạn đã trở thành một công dân tốt rồi. Rất tốt. Bạn không vi phạm đối với tự thân, đối với tha nhân, đối với tình nghĩa gia đình và đối với hàng xóm, vân vân. Bạn có chừng mực. Ở đây là bạn có lễ giáo. Nhưng nếu như cuộc sống muốn tốt hơn, muốn tiến bộ hơn và không gây tạo ác nghiệp, và cuối cùng con đường của bạn đi thẳng đến giải thoát an vui, thì bạn phải thực hành bát chánh đạo. Là gì? Chánh kiến. Cái nhìn của mình phải là gì? Cái thấy của mình phải là chân chánh. Chánh thì trái ngược với tà kiến, tà tri tà kiến. Nếu bạn có một cái nhìn chân chánh thì chắc chắn bạn sẽ không làm những điều sai trái. Mà bạn có cái nhìn, cái thấy biết chân chánh thì suy nghĩ của bạn cũng sẽ gì? Sẽ chân chánh, là chánh tư duy, suy nghĩ cũng phải là chân chánh. Rồi gì? Chánh ngữ, lời nói cũng phải chân chánh. Đừng nói dối, đừng có nói những lời mà chỉ mục đích có lợi cho mình mà không kể đến cái sự nguy hại cho những người khác, cho quốc gia, cho xã hội. Lời nói là chân chánh. Chánh nghiệp, hành nghề phải chân chánh. Đồng ý là tất cả mọi người đều cũng phải đi làm, phải đổ mồ hôi, phải lao nhọc, phải suy nghĩ vân vân để mà kiếm tiền. Tuy nhiên có những cách kiếm tiền vẫn kiếm tiền đó, nhưng mà gì? Cái nghề nghiệp này, cái cách kiếm tiền này không phải là chân chánh. Những ngày bây giờ bạn cũng phải suy nghĩ đào tường khoét vách hay là gì đó để mà bạn kiếm tiền, bạn đem cái của cải về. Nhưng mà cái cách mà chiếm đoạt của người khác nó không phải là nghề chân chánh. Đi nói để mà lừa gạt người khác để lấy tiền thì đó nó không phải là cái nghề chân chánh. Và trong xã hội này nó có rất 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 là nhiều nghề nó không chân chánh. Và cái nghề nó không chân chánh này, tức là nó gây nguy hiểm cho chính mình và nó gây nguy hiểm cho xã hội. Đó là nghề không chân chánh. Hoặc giả là cái nghề không chân chánh đó là ở hiện tại mọi người bình thường nhìn thì thấy nó không phải là gây nguy hiểm cho xã hội, nó cũng có góp phần để mà phục vụ xã hội. Chẳng hạn như làm nghề sát sanh đi, bạn
hoặc làm việc ở trong lò mổ, đó cũng là một cái nghề. Nhưng cái nghề này nó sẽ tạo nghiệp và nó dẫn bạn đến cái con đường là gì? Đưa đến cái con đường là giết hại chúng sanh và tạo nên cái nhân quả quán thù. Thì cái này không phải là chánh niệm, không phải là nghề chân chánh. Cho nên nếu như chúng ta may mắn, chúng ta có được một cái nghề đi làm kiếm tiền về, nhưng mà cái đồng tiền chúng ta kiếm về đó nó không có gây nguy hại cho mình, không gây nguy hại cho xã hội và cũng không tạo nên cái mối oán thù nhân quả, thì đây là phước đức của mình, chánh niệm. Tiếp theo là chánh mạng, tức là nuôi mạng sống của mình cũng phải nuôi một cách chân chánh. Đương nhiên ai cũng phải có nhu cầu nuôi mạng sống của mình cả. Nhưng cũng có những cái đơn thuần như là ăn chúng ta để duy trì mạng sống, nhưng có những cái ăn nó không chân chánh, tức là cái vật chất mà chúng ta có để ăn để nuôi mạng này nó có từ một cái nguồn tiền bất chánh. Và cái chánh mạng này nó còn nói đến là gì? Khi chúng ta ăn, chúng ta phải biết là cái nào nên, cái nào không nên, cái nào nên tiếp tục, cái nào nên dừng lại, vân vân. Để gì? Để duy trì mạng sống của chúng ta, nó thuộc về chánh mạng. Rồi chánh tinh tấn, siêng năng, nhưng bạn cũng phải siêng năng. Siêng năng đúng, chân chánh, siêng năng chân chánh. Chứ nếu mà mỗi ngày bạn cũng siêng lắm, nhưng mà bạn cứ siêng đi nhậu, bạn siêng đi nhiều chuyện, bạn cứ siêng đi coi thử ai có chuyện gì thì mình góp lời vào để cho nó có chuyện, được cái siêng này không đúng. Có một chị lúc nào cũng chỉ là chúng tôi thường nói là anh cùng con, tức là có chuyện gì một cái là chị nhận ra. Hãy nói, chị nói là thấy việc trái thì là phải nói. Cho nên là cứ lắng ngóng, có chuyện gì hàng xóm có chuyện gì là lo chạy tới coi thử ai đúng ai sai để mình nhảy vào, để mình phân xử. Đó là tinh tấn, siêng ấy. Nhưng mà cái siêng này không phải chân chánh, bởi vì nó làm cho mình phiền não. Và nó là cái lối mở để tạo nên những bao quan trái ở trên cuộc đời này. Và nó làm cho mình lúc nào cũng ở một cái tinh thần là sẵn sàng chiến đấu. Và mình ngộ nhận, mình làm việc đó vì đại nghĩa. Nhưng thực tế thì nó không phải như thế. Rồi là gì? Chánh niệm, niệm là ghi nhớ. Ghi nhớ cũng phải chân chánh. Ở trong kinh Phật dạy, niệm, ghi nhớ, nhớ cái gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Vô Thường, vân vân. Đây là những cái mà người học Phật cần phải ghi nhớ để làm gì? Để thăng tiến ở trên đường Bồ Đề. Nhưng bây giờ có những người giống như là người ta nhớ, nhưng mà người ta nhớ những cái chuyện khác, người ta nhớ những cái việc bất chính, người ta nhớ những cái phim ảnh hay những cái hình ảnh gì đó nó gợi khiêu gợi dục tình, hay là nó nhớ những cái việc gì đó để nó khơi gợi cái sự giận dữ, thì cái đó không phải là chân chánh. Chân niệm là nhớ nghĩ, nhớ nghĩ đến, nhưng phải nhớ nghĩ cái gì để có thể nó mang đến sự bình an, sự hạnh phúc cho mình và cho người. Đó là phải nhớ chân chánh. Và đã có một loạt chân chánh như vậy thì cuối cùng tâm của mình định tĩnh, và cái định đó nó là chánh định chứ không phải là tà định. Hôm nay chúng ta không phải chia sẻ về con đường tu tập, nhưng mà vì chúng ta chỉ nói sơ qua là lời dạy của Đức Phật căn bản nhất và gần gũi nhất mà chúng ta có thể ứng dụng ở trong cuộc sống, đó là gì? Là năm giới, là mười thiện, hay là bát chánh đạo, là cái con đường tu tập để đạt được sự an lạc giải thoát. Thì những lời Đức Phật dạy này thuộc về pháp. Và khi chúng ta nhớ pháp, tu kính pháp, thực hành pháp, thì cái Đức Phật dạy
những điều đó để cuối cùng chúng ta đạt được một cái kết quả, đó là an lạc giải thoát, và tối thiểu là không mất đi cái tư cách làm người. Phật dạy thân người khó được. Nếu chúng ta đã được thân người rồi nhưng chúng ta vượt qua những cái phép tắc này thì chúng ta đánh mất những cái nhân cách làm người của chính mình. Cho nên Phật cũng chỉ là gì? Hướng dẫn cho chúng ta, chỉ đường cho chúng ta mà thôi. Cho nên Phật xưng mình là Đại Đạo Sư, là một bậc thầy chỉ đường. Chỉ đường, còn chúng ta có đi con đường đó hay không, đó vẫn là quyết định của chúng ta, mà không phải là quyết định của Phật. Nếu chúng ta quyết định đi con đường mà Phật đã hướng dẫn cho mình đi, những bậc chư tăng, cao tăng thật đức đã hướng dẫn cho mình đi, những bậc hiền triết, những người trí đã hướng dẫn cho mình đi, chúng ta cung kính, thực hành không vượt qua, đó là biết tôn kính Pháp. Pháp là phép tắc không được vượt qua. Tôn kính Pháp tức là gì? Là tôn kính, là tôn trọng. Giữ những cái quy tắc này, không để cho bản thân mình vượt qua, bởi vì bản thân mình rất là dễ buông lung. Mình dễ buông lung lắm. Nhiều khi mình muốn làm những điều tốt này nhưng có người khác tác động vào thì mình suy nghĩ khác và mình sẽ thay đổi chiều hướng. Cho nên cái tâm của mình nó không có định. Vì vậy tâm mình không định, mình phải có một cái gì đó để mình nương tựa. Mình nương tựa vào lời Phật dạy, cũng giống như là chân mình đi đang yếu, mình vịn vào cái cầu thành vậy, hay là mình vịn vào một cái cây gậy vậy, để mình biết đây là chuẩn mực mình không vượt qua, không vượt qua những cái chuẩn mực này. Vì vậy những gì Đức Phật dạy chúng ta làm thì chúng ta làm, cố gắng mà làm bao nhiêu phần trăm cũng được, miễn có làm là tốt rồi. Có những người nói là con không dám làm, không dám học Phật, tại sao? Sợ học mà làm không được á thì mang tội. Chúng ta thường hay dùng hai chữ mang tội để gán ghép trong cuộc sống này. Nếu như lời dạy của Đức Phật là tốt, mình là học trò, mình đi học, học xong rồi mình ứng dụng, mình thực hành được thì mình sẽ tốt theo. Mình học xong rồi nhưng mà mình chưa ứng dụng được, bởi vì chủng tử tập khí của mình còn quá nặng, mình chưa ứng dụng được, hay là ngoài cảnh tác động làm cho mình không thể ứng dụng được, chưa thể ứng dụng được, thì mình học mình vẫn gieo những cái nhân chủng tử ấy ở trong kho chứa a lại gia thức của mình, để rồi đến một lúc nào đó mình đã có sẵn những cái kinh nghiệm học pháp này rồi, mình ứng dụng trong cuộc sống rất tốt. Cho nên là quý vị đừng có ngại rằng vậy con không dám nghe, con không dám học, bởi vì học mà không ứng dụng được, nghe mà không ứng dụng được thì mang tội. Làm sao mang tội được? Ai là người mắc tội? Và ai là người chịu tội? Phật không mắc tội mình. Cho nên nếu như mình nghe, mình biết, mình có thể tránh đi rất tốt. Nếu như mình nghe, mình chưa ứng dụng được lời Phật dạy vào ở trong cuộc sống này, xin thưa nhân quả bạn làm bạn chịu, dù bạn có nghe pháp hay bạn không nghe pháp, nhân quả đó bạn cũng vẫn phải tự làm tự chịu, giống như pháp luật thế gian vậy. Một cái quy định rất là đơn giản là đèn đỏ bạn không được vượt. Cho nên có đèn xanh, có đèn vàng đến đèn đỏ. Đèn vàng là báo hiệu bạn dừng lại, nhưng tới chỗ đó bạn cố bạn vượt qua là bạn vi phạm. Công an bắt bạn lại, bạn không thể nói rằng ô, tôi chưa có học luật, tôi không biết cái này, tôi không có tội. Không, đã vi phạm nhất định có tội. Như vậy thì phạm tội là do bạn vi phạm pháp luật, chứ không phải là bạn có học pháp luật hay không học pháp luật. Nhưng nếu như bạn có học, bạn biết được vượt đèn đỏ là vi phạm, thì chắc chắn cái khả năng mà bạn dừng lại khi mà
khi mà bắt đầu có đèn vào là việc đó là việc chắc chắn, chỉ trừ những người quá ẩu, quá háo thắng mà thôi. Còn nếu như mà bạn không chịu học, bạn không biết, bạn không có một khái niệm gì về đèn xanh đèn đỏ cả, rồi bạn đi qua, bạn vẫn bị bắt như thường, bạn vẫn bị phạt như thường. Cho nên chúng ta không thể nói rằng chúng ta chưa ứng dụng được lời Phật dạy, chúng ta không dám nghe Pháp. Bởi vì khi chúng ta nghe Pháp, tôn kính Pháp, chúng ta có lợi ích nhất định, một tí nữa chúng ta sẽ chia sẻ. Cho nên những gì Đức Phật dạy chúng ta làm, chúng ta hãy cố gắng mà làm. Mà để biết những gì Phật dạy thì chỉ có một cách duy nhất là học Pháp và thực hành theo lời Phật dạy. Và những gì Đức Phật dạy chúng ta, cái việc này là việc ngăn cấm không nên làm, thì chúng ta cũng dừng lại đừng làm. Đức Phật ngăn cấm không phải là vì lợi ích cho Phật, mà là vì giúp cho chúng ta ngăn ngừa những điều sai quấy và dừng lại những điều ác, gọi là phòng phi chỉ ác. Cho nên Phật nói đừng làm việc này thì thôi tốt hết, chúng ta không làm. Giống như ở trong năm giới căn bản, thứ nhất không được sát sanh, thứ hai không được trộm cắp. Dù bạn có Phật là Phật tử hay bạn không phải là Phật tử đi chăng nữa, bạn trộm cắp, nhân cách, đạo đức của một con người bạn mất đi, nhưng mà là gì? Đối với pháp luật, bạn cũng bị vi phạm vì trộm cắp. Cho nên không nhất thiết là bạn là Phật tử hay không là, không phải là Phật tử. Nhưng những việc này nếu bạn may mắn, bạn có phước, bạn được nghe lời Đức Phật dạy ở trong giáo pháp, bạn thực hành theo, nhất định bạn sẽ có được sự an lạc, hạnh phúc trong một đời sống của mình. Như vậy thì việc thực hành giáo pháp, thực hành lời Phật dạy, làm theo lời của chư vị cổ đức, chư vị thánh nhân dạy, quan trọng vẫn là chính bản thân mình thực hành, mà không phải là do hoàn toàn tùy thuộc vào vị thầy truyền pháp. Vị thầy truyền pháp tức là một vị thầy hay là một vị giảng sư giảng kinh nói pháp. Bây giờ chúng ta nói là Phật đã nhập niết bàn. Đã qua hơn 25 thế kỷ Đức Phật đã nhập niết bàn rồi. Vậy thì cái người mà truyền pháp này, cái người tiếp nối cái dòng giống thánh này là ai? Là chư tăng, là những người xuất gia, những người đệ tử Phật. Cái giáo pháp do tăng truyền là như thế. Nếu không có người truyền, bạn sẽ không có cơ hội được học. Nếu không có người giảng dạy, bạn có đọc bạn cũng khó có thể hiểu được. Vì vậy giáo pháp phải có người giảng dạy. Ngay cả chư tăng khi muốn hiểu điều đó, hãy tìm hiểu, phải đọc qua lời Phật dạy, qua lời giảng dạy của chư tổ đức mới hiểu được. Và từ đó cứ từ trên truyền xuống, từ đời trước truyền cho đời sau. Bởi vì chúng ta không phải là những người tu hành đắc đạo, cho nên chúng ta không thể nói là cái này là do tôi biết, tôi phát minh ra. Không. Bởi vì chánh pháp phải những cái lời vàng ngọc ấy, và chánh pháp phải được lưu xuất từ tâm thanh tịnh, chứ không phải do thức phân biệt. Chúng ta chưa chứng thánh thì tâm của chúng ta chưa thanh tịnh, làm sao có thể lưu xuất ra những lời vàng ý ngọc đúng với chánh pháp. Mà những gì chúng ta suy nghĩ đó chính là thuộc về tư tưởng, mà tư tưởng thì thuộc về vọng chứ không phải là chân. Cho nên giáo pháp vẫn quan trọng, đó là người thực hành. Vậy thì hỏi rằng vị thầy truyền pháp có quan trọng hay không? Rất quan trọng. Quan trọng vì sao? Bởi vì vị thầy truyền pháp là tăng thượng duyên để cho mình được học giáo pháp, và cũng là tăng thượng duyên để cho mình thành tựu việc học pháp và ứng dụng giáo pháp ấy. Trong kinh Tạp Bảo Tạng có kể một câu chuyện. Ngày xưa có một người phụ nữ rất là thông.
thông minh. Và cô này chẳng những thông minh học cao hiểu rộng, có lòng tin với Tam Bảo, mà đối với tâm chúng cô này vẫn hết mực cung kính. Mỗi ngày thì cái người nữ này thường thường là gọi là theo thứ tự thỉnh từng vị tỳ kheo đến nhà để mà cúng dường. Thế là cô này không có khả năng để cúng rất là nhiều thầy, nhưng cô này vẫn duy trì cái mức là mỗi ngày cô này thỉnh một vị thầy đến nhà mình để cúng dường thức ăn và sau đó thưa thỉnh để học giáo pháp với vị tăng này. Điều này cho thấy là gì? Tâm của cái người nữ này rất là bình đẳng, không có phân biệt. Có những người không phải phân biệt, nếu mà tôi phải thỉnh thầy nào đó, thầy lớn, thầy tu cao, vân vân. Còn những người nhỏ như vậy thì tôi không thỉnh, là tâm phân biệt. Nhưng người nữ này bình đẳng mà thỉnh, mỗi ngày thỉnh một vị tăng. Rồi tăng chúng thì cũng lại luôn phiên với nhau, mỗi ngày có một người đến nhà của người phụ nữ này để mà nhận thức ăn cúng dường. Hôm đó đến lượt của một cái vị tỳ kheo già. Ông này, vị tỳ kheo này già, chậm lụt và không có hiểu biết, không có học hỏi nhiều. Vị tỳ kheo già này đến nhà của người phụ nữ để thọ trai. Người phụ nữ sau khi xuất bát cúng dường rồi thì thành tâm cung thỉnh vị tỳ kheo già này thuyết pháp. Và cô đã ngồi xếp bằng trước mặt vị tỳ kheo, nhắm mắt lại yên lặng để chuẩn bị nghe pháp. Vị tỳ kheo này nghĩ là chết rồi, mình có biết gì đâu, mình không biết gì về giáo pháp, mình cũng không biết gì về để mà dạy cho cô này. Mà cô, cái người tín nữ này lại là cái người thông minh học sâu hiểu rộng. Nếu mà mình nói lạ quạt như vậy á, thì lại cổ lại cười mình không biết, thì là căng quá. Cái vị tỳ kheo già này mới ngồi suy nghĩ như vậy, thấy cô này bắt đầu cũng ngồi, cũng nhắm mắt lại. Thì trong 36 kế chuồng là thùng sách, cho nên vị tỳ kheo già này đã xẹt xẹt bước xuống tòa đi về. Người thí chủ này vẫn đang nhắm mắt, thấy không nghe vị tỳ kheo nói gì, nhưng cô này là gì? Chí tâm lắng nghe. Thì khi mà cô chí tâm lắng nghe và trong một cái tư thái là gì? Là rất thành kính để nghe pháp, tâm của cô bắt đầu lắng đọng xuống. Và cô bắt đầu hít thở, cô mới suy nghĩ giáo pháp cao xa, cao sâu vi diệu. Vì thầy này không nói một câu nào, bởi vì sao? Vị này đang dạy là giáo pháp không thể dùng ngôn từ để có thể diễn đạt được cái sự màu nhiệm vi diệu thầm thâm ấy. Và người phụ nữ này lại bắt đầu tư duy. Tất cả các pháp hữu vi vốn là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, vân vân. Cô cứ như thế mà cô quan sát vạn pháp. Bởi vì cô nghĩ rằng vị thầy này đang dạy cho mình cái pháp vô ngôn, bởi vì Phật pháp thầm thâm vi diệu, không thể dùng ngôn từ để mà diễn đạt được. Cho nên mình cũng phải lắng tâm để mà mình có thể đón nhận tất cả những cái dòng pháp nhũ vô ngôn ấy, vô tướng ấy đến với mình. Và nhờ quan sát sâu như vậy, người phụ nữ này liền chứng quả Tu Đà Hoàng. Các vị nên nhớ nha, cư sĩ vẫn chứng quả. Ở trong bốn thánh quả thì hàng cư sĩ sẽ chứng được đến quả thứ ba, đó là A Na Hàm. Nhưng nếu như mà người này có khả năng chứng đến quả thứ tư là quả A La Hán đó, thì người này phải xuất gia mới không có lỗi. Còn nếu như người này vẫn tại gia thì không thể chứng quả A La Hán, bởi vì mắc lỗi khi nào chúng ta chia sẻ phần này. Người phụ nữ chứng quả Tu Đà Hoàng. Và sau khi chứng quả rồi, người phụ nữ này liền nghĩ tới
giờ không nên nhờ cái vị sư già này đã dạy cho mình cái bài pháp vô ngôn, cho nên mình mới hiểu sâu được giáo lý thầm thâm vi diệu và mình mới chứng quả. Và để báo ơn vị tỳ kheo này thì cô này bắt đầu đến chùa để tìm vị tỳ kheo nhằm là báo ơn. Nghe nói người phụ nữ đến tìm mình, ông thầy ông sợ quá, chết rồi, chắc là hôm bữa cổ cúng dường mình xong rồi á, mình đã trốn, mình đi về ngay lúc cổ nhắm mắt, cho nên bây giờ cổ đến có tìm đấy. Ông sợ quá, ông trốn luôn, ông không chịu ra. Nhưng cô này cổ vẫn cứ như vậy, cổ quyết lòng cổ đến tìm vị tỳ kheo này. Và vị tỳ kheo già không còn cách nào trốn tránh nữa, thì vị tỳ kheo già này đành phải đi ra. Nhưng một sự thật là khác, khi đi ra thì người phụ nữ này đã đảnh lễ vị tỳ kheo già và nói là nhờ cái bài pháp của thầy mà con đạt được giáo nghĩa sâu xa của lời Phật dạy và con chứng quả Tu Đà Phật. Thế là vị tỳ kheo này càng xấu hổ hơn. Cổ là cư sĩ, cổ là cái người cúng dường cho mình để cho mình tu tập, vậy mà mình tu tập không tới đâu, mình tu tập không có đàng hoàng, cho nên mình không có chứng được cái gì cả, mình không hiểu cái gì luôn. Trong khi cổ chứng được thánh sơ quả, vị tỳ kheo này càng hổ thẹn thêm. Và cũng vì cái tâm hổ thẹn đó mà vị tỳ kheo này mới suy nghĩ, người cư sĩ này bởi cái tâm cung kính pháp cho nên đã thực hành lời Phật dạy và chứng sơ quả. Mình là người xuất gia tu tập, tại sao mình lại không nghiêm mật, mình lại không thành kính để mà hành trì lời Phật dạy, mà mình vẫn đi đi mờ mờ như thế, và nhờ tự trách mình một cách nghiêm khắc. Cho nên người vị tỳ kheo già này cũng thực hành pháp, thực hành lời Phật dạy và đạt chứng quả Tu Đà Phật. Cho nên chúng ta phải nên biết một điều rằng, nhờ vào sự chú tâm chân thành cầu pháp mà vị tính đỉnh này đạt được chứng được sơ quả. Như vậy thì nghe pháp mà không chú tâm thì có lợi ích hay không? Thưa là vẫn có lợi ích. Tức là gì? Chúng ta gieo được cái chủng tử thánh thiện, chủng tử giải thoát vào trong tâm thức của chúng ta, thay vì chúng ta đi thâu nhặt những cái câu chuyện bà tám ở bên ngoài, thì chúng ta lượm tất cả những hương hoa của cái vườn giáo pháp đó gieo để mà đưa vào trong kho tàng thức của chúng ta. Tuy nhiên không có lợi ích về giải thoát, bởi vì chúng ta không ứng dụng, không thực hành và không tôn kính. Khi chúng ta tôn kính, nhất định chúng ta sẽ ứng dụng, sẽ thực hành. Còn chúng ta không tôn kính thì chúng ta ôi pháp này tôi nghe rồi mà. Có những khi chúng ta nghe cái gì đó, một cái bài pháp nào đó, chúng ta nghe qua, thậm chí là không nhớ gì về bài pháp đó cả, chúng ta chỉ nhớ cái tựa đề, hoặc giả là ở trong nguyên một cái bài pháp đó cái tựa đề cũng không nhớ, mà có cái đoạn đó vui vui, cái đoạn đó nó xúc động, hay là cái đoạn đó nói chung có một cái gì đó nó gây ấn tượng cho mình, ôi bài này tôi nghe rồi. Rồi thậm chí nghe lần thứ nhất, nghe lần thứ hai cũng cảm thấy vui, nhưng sau khi nghe 2-3 lần, ôi tôi nghe nhiều lần rồi, tôi không nghe bài này nữa đâu. Nhưng chúng ta đã sai lầm ở chỗ học pháp. Thưa quý vị, là học pháp không phải là học quá nhiều, mà là chúng ta học một kinh nào đó, chúng ta chỉ chuyên nhất học một bài kinh mà thôi. Học với vị thầy nào đó, chúng ta chỉ chuyên nhất học với một vị thầy đó mà thôi, bảo đảm các vị sẽ thành tựu. Còn hôm nay chúng ta đi học với ông thầy này một mớ, ngày mai chúng ta đi học với ông thầy khác một mớ, cuối cùng chúng ta cũng chỉ lượm được cái gọi là 3 mớ mà thôi, không có được sự lợi ích nhất định. Bởi vì tư tưởng của mỗi vị mỗi khác nhau, mình phải xác định được là mình đi con đường nào. Vị thầy nào, đương nhiên vị thầy nào cũng dạy về giáo pháp của Đức Phật cả,
Nhưng mà mỗi con người, mỗi người, mỗi cái hướng đi khác nhau, tư tưởng cũng khác nhau. Cho nên chúng ta quyết định chúng ta học vị nào là chúng ta cứ học. Chúng ta đọc kinh cũng vậy, chúng ta đã đặt bộ kinh nào, phát nguyện đọc bộ kinh nào, các vị cứ đặt một bộ kinh đó, nhất định các vị sẽ thành tựu, các vị sẽ có được cái kết quả mỹ mãn và nhận được cái sự màu nhiệm ở nơi bộ kinh đó. Còn nếu bữa nay tụng cái này, mai tụng cái khác, nay niệm Di Đà, mai niệm Thích Ca, mốt niệm Quan Âm, thậm chí là và cuối cùng là Thích Ca, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Phật nào cũng niệm cả, không niệm bỏ sót, sợ mang tội, đó là mê tín. Học giáo pháp cũng vậy, cô vẫn thường đọc một cái sách nào đó, một bộ sách nào đó, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại. Mỗi lần chúng ta đọc, chúng ta hiểu ra một vấn đề sáng tỏ hơn. Và giáo pháp của Phật khác với pháp thế gian ở chỗ là chỉ cần chúng ta thấu triệt được một bộ kinh đó thì tất cả các bộ kinh chúng ta đều có thể giảng được, chứ không phải tôi phải học bộ kinh này rồi tôi mới giảng bộ kinh này, còn bạc bộ kinh kia tôi chưa học tôi chưa giảng được. Không phải, chỉ cần một bộ kinh rất nhỏ chúng ta học, chúng ta thấu triệt được thì tất cả những bộ kinh khác đều giảng được. Cho nên khi mà chúng ta nghe pháp, chúng ta chưa có thực hành được lời Phật dạy thì chúng ta cũng nên nghe, cũng và khi nghe thì nên thành kính, nên để tâm mà nghe. Bây giờ thì nghe pháp thì nhiều lắm, nhưng hỏi rằng để tâm thì thật ra mà nói thì là rất ít. Bởi vì bây giờ chúng ta đi đâu cũng có pháp cả, cái điện thoại cũng có thể mở pháp nghe được, cái máy MP3 cũng mở pháp nghe được, cái TV cũng mở pháp nghe được, vân vân. Cho nên nếu một người siêng, có những người nghe pháp từ sáng cho đến tối, thậm chí đang lúc nói chuyện tiếng pháp vẫn vang ra, nhưng quan trọng vẫn là bạn nghe được bao nhiêu, chứ không phải cái máy đó bạn mở thời gian bao lâu. Và nếu như chúng ta lắng tâm nghe, nhiếp tâm nghe, và đặc biệt là chúng ta ứng dụng hành trì nữa, thì lợi ích này không thể nghĩ bàn được. Cuộc sống của bạn mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Tuy nhiên nếu như chúng ta không lắng tâm nghe nhiều, không ứng dụng được nhiều, thì chúng tôi khuyên quý vị vẫn hãy nên mở pháp mà nghe, nhất là khi chúng ta nằm xuống ngủ. Một ngày làm việc mệt mỏi rồi, thay vì thường thường là mọi người sẽ thư giãn bằng cách mở nhạc. Mở nhạc cũng tốt, mở nhạc để thư giãn vẫn tốt. Nhưng nếu như bạn mở pháp để bạn nghe bằng cách sách nói, tức là những cái chuyện đọc hay là những cái bài giảng pháp, rồi bạn nghe, rồi có thể là bạn nằm đó bạn nghe, rồi bạn ngủ luôn cũng không sao. Bởi vì khi bạn ngủ bạn vẫn nghe, chứ không phải là không nghe, không phải ngủ là không có lợi ích đâu. Cô nhớ hồi còn nhỏ khi đi học, lúc đó đi học sơ cấp, có ở trong lớp học có chú này, chú cứ thường hay ngủ gục. Hòa thượng ít có rầy cái chuyện người ngủ gục ở trong lớp. Hòa thượng nói không sao, nó ngủ, ngồi đó nó ngủ vẫn tốt hơn là nó đi ra ngoài, đi xuống phòng nó ngủ. Tại vì sao? Bởi vì khi mà nó xuống phòng nó ngủ là nó ngủ mà nó không nghe. Còn nó ngồi trong lớp, nó vừa học, nó vừa ngồi, nó vừa ngủ như vậy, nhưng mà trong tâm thức nó vẫn nghe. Vì vậy, nghe như vậy vẫn tốt. Chúng ta lại nghe bạn đồng tu hay nghe người ngồi nói, nằm mà nghe như vậy là mang tội, là bạn chỉ cần một hai chữ mang tội thôi là chúng ta không dám. Cho nên các vị cứ mở máy mà nghe pháp. Vào lúc ban đêm chúng ta nghỉ ngơi đó, khi nào chưa ngủ thì nghe được câu nào, chữ nào thì nghe. Còn nghe rồi, mở rồi, để nghe xong rồi, lúc đó chìm vào giấc ngủ, máy nó vẫn mở, nó vẫn nói, như vậy vẫn tốt hơn. Vẫn tốt hơn là chúng ta nghe những cái ba sàn ở bên ngoài. Thành ra là vẫn phải cố gắng quân tập cái chủng tử nghe pháp. Trung kinh Bảo Tạng lại ghi,
ở nước Bát Già La có đem đến hiến cho vua Ba Tư Nặc 500 con chim nhạn trắng. Và nhà vua lại sai người mang 500 con chim này đến cái chỗ tịnh xá kỳ hoàng của Đức Phật. Cứ đến giờ ăn thì Chư Tăng chuẩn bị bày thức ăn ra thì những con chim nhạn này nó bay đến để đọc trước mặt Chư Tăng. Và thường thường khi mà thọ trai thì Đức Phật thường hay thuyết pháp. Và khi Đức Phật thuyết pháp thì chúng ta nghe trong kinh thường hay nói Đức Thế Tôn dùng một ngôn từ để nói pháp, như tất cả vạn vật, mỗi loài vật đều nghe và hiểu theo cái ngôn ngữ của loài vật đó, của người đó. Cho nên những con nhạn này nó cũng nghe được lời Đức Phật thuyết pháp. Và sau khi chim nhạn nghe pháp rồi thì nó vui mừng, nó hòa âm lên, cả bầy 500 con chim nhạn cùng hòa âm, cùng cất tiếng hót vang và bắt đầu nó bay về A. Và sau đó thời gian thì khi mà cái bầy chim này nó đủ lớn, nó đi kiếm ăn, bay đi những chỗ khác xa hơn, cho nên bầy chim nhạn này đã bị thợ săn bẫy bắt mất. Thì cái lúc mà bị thợ săn giăng lưới bắt ấy, thì lúc đó có một con chim nhạn nó nghĩ đến, nó nhớ đến Đức Phật và nó nhớ đến Chư Tăng, nó lại liền cất tiếng hát lên thì nguyên cả bầy nhạn cùng hòa âm hót theo. Và sau khi mà bầy nhạn bị cái người thợ săn này bắt giết chết rồi thì thần thức, bởi vì trước khi nó chết á, nó nhớ đến Phật, nó nhớ đến Chư Tăng và nó đã hát lên cái giọng mà vui mừng khi mà nghe Phật thuyết pháp như vậy. Cho nên 500 con nhạn này liền sanh về cõi trời Đao Lợi làm 500 vị thiên nữ. Thì thông thường khi mà sanh lên trên cõi trời thì người ở cõi trời có ba việc phải nhớ nghĩ. Một là nhớ nghĩ mình từ đâu đến. Thứ hai là nghĩ đến nơi mà mình muốn sanh về. Và thứ ba là nghĩ đến thân trước mình đã tạo nghiệp gì để mình được sanh lên cõi trời này. Cái 500 con chim nhạn này nó nhớ là kiếp trước nó là chim nhạn, và nó cũng chả có làm cái việc gì mà lợi ích cả. Nó chỉ duy nhất là nó được nghe Đức Phật thuyết pháp và nó đã cất tiếng hót lên sau khi vui mừng, sau khi nghe pháp xong. Và cũng sau khi mà ông thợ săn đã bắt những con chim nhạn này thì cũng nhờ nó nhớ đến hình ảnh của Phật và Chư Tăng, nó nhớ đến âm thanh thuyết pháp của Phật, nó lại hót vang lên và cả bầy hót vang lên. Nhờ cái ý niệm mà hoan hỷ sau cùng khi nghĩ tới Phật và Chư Tăng mà nó được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Lúc bấy giờ thì 500 vị thiên tử này khi nhớ được cái quá khứ của mình liền xuống cõi Diêm Phù Đề đến đảnh lễ Đức Phật để mà nghe pháp. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì 500 vị thiên tử này liền chứng quả Tu Đà Hoàn. Cũng ngay trong lúc đó thì có vua Ba Tư Nặc, ông đến ông nghe pháp. Hôm đó ông không thấy cái bầy nhạn ở đó nữa thì ông mới bạch hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, vậy cái bầy nhạn hôm nay nó đi đâu mà con không thấy? Đức Phật mới nói: bầy nhạn mà đại vương muốn thấy nó đã đi nơi khác và nó bị thợ săn bắt giết hết rồi. Sau đó 500 con nhạn này được sanh lên trời. Và hiện tại bây giờ chính là 500 vị thiên tử đang độ thiên quan đứng ở ngay chỗ này. Và 5 vị này đã chứng được quả Tu Đà Hoàn. Thì ông vua Ba Tư Nặc mới hỏi Đức Phật rằng: vậy thì bầy nhạn đó do nhân duyên gì mà đọa làm xuất sinh, làm con chim nhạn? Và cũng nhờ được cái nhân duyên phước đức nào mà cái bầy nhạn đó được sanh lên trời và bây giờ lại được gặp Phật, được nghe pháp, được chứng quả, vân vân? Thì Đức Phật mới trả lời: vào thời Đức Phật Ca Diếp có 500 người phụ nữ cùng thụ giới, cùng xuất gia, cùng thụ giới. Họ vì lòng tin không bền chắc, họ đã phạm giới,
tức là họ đã phá giới. Vì thế, bởi do cái duyên là cái duyên phá giới, phạm giới đó, họ phải đọa làm xuất sinh, là làm năm căn không thiên nhạc ấy. Cho nên chúng ta nghe ở trong Chư Tổ Đức Thường hay nói, đời này tu không liễu đạo thì đời sau mang long tội sừng mà trả, là lý do như vậy. Nếu như sự tu tập của chúng ta có sự trở mạng và không đạt được cái mục đích giải thoát thì phải đọa làm thân xuất sinh, mang long đồ sừng, là lý do như thế. Nhưng nhờ cái nhân duyên đã thụ giới trước đó mà bày nhạn được gặp Phật và nghe pháp chứng đạo. Nhờ nhân duyên làm kiếp nhạn nghe pháp mà chúng được sanh lên trời. Cho nên cái duyên mà chứng đạo hôm nay là nhờ có thọ giới, mà cái duyên mà được sanh lên trời là nhờ cái khi mà làm chim nhạn được nghe Phật thuyết pháp. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng, xuất sanh nghe pháp còn sanh thiên, huống gì là con người chúng ta. Một người có lòng tôn kính pháp ở trong giáo pháp của Phật, họ giáo pháp ấy, giữ gìn giáo pháp ấy thì trong hiện đời được an lạc, được giải thoát. Nếu người ấy không giữ gìn giáo pháp đó mà phạm trai phá giới thì người đó trải qua vô lượng kiếp luân hồi rồi cũng có cơ hội được gặp Phật, được nghe pháp và được chứng quả, bởi vì cái nhân này người ấy đã có. Vì vậy chúng ta chớ có xem thường những người phạm trai phá giới, chúng ta chớ có chia bai hay phỉ báng những người phạm trai phá giới. Và chúng ta cũng đừng nhìn những người phạm trai phá giới rồi chúng ta nói rằng đó, người đó họ tu hành gì, họ thọ giới rồi họ phạm trai, họ phá giới, cho nên tôi biết tôi không giữ được, tôi không thọ. Khi chúng ta gieo một cái nhân thọ giới, thọ pháp, thực hành theo lời Phật dạy, thì chúng ta đã gieo một cái hạt giống kim cang bất hoại vào trong kho A Lại gia thức của chính mình. Có thể trong vô lượng kiếp luân hồi này, do chúng ta si mê, do chúng ta vô minh, do ngoại cảnh tác động, do rất là nhiều yếu tố, do rất là nhiều lý do khiến cho chúng ta không thể thực hành lời Phật dạy, chúng ta trở thành người phạm trai, người phá giới, nhưng hạt giống kim cang nó vẫn không bị hoại diệt. Và đến khi đầy đủ phước đức nhân duyên, cái quạt đó nhất định sẽ trổ, sẽ chín muồi. Dẫu cho ở trong vòng luân hồi sanh tử này, người đó, tức là cái người mà phạm trai phá giới đó, có đọa làm loài súc sinh, thậm chí có đọa địa ngục cốt, ở đâu ở trong lục đạo luân hồi đi chăng nữa, thì cái hạt giống kim cang ấy vẫn không mất. Vì vậy chúng ta đừng có xem thường, cũng đừng có phỉ báng, cũng đừng nhìn họ mà nói là không, người đó như vậy cho nên tôi nhất định tôi cũng không có thọ pháp, tôi cũng không nghe pháp, hay là phỉ báng họ, hay là gì gì đó vân vân. Trong kinh Ca Diếp Đức Phật lại nói là gì? Đức Phật nói kệ rằng, nếu như đem tất cả châu báu đầy khắp cõi tam thiên mà bố thí cho tất cả, đem châu báu, đem vàng bạc đầy cả tam thiên đại thiên thế giới. Bây giờ mình cứ nói là đầy, dùng vàng bạc châu báu đầy cả hư không này để mà bố thí, mà cho, mà giúp đỡ người khác, thì công đức có được hay không? Có, nhưng mà là gì? Công đức rất nhỏ. Nếu như chỉ cần giảng một kệ, một bài kệ thôi thì được phước rất nhiều, lớn hơn phước đức của người bố thí vàng bạc châu báu bằng cả tam thiên đại thiên này. Nói tới đây thì quý vị sẽ nói rằng, như vậy thì việc nói pháp là việc của những người tu hành, việc nói pháp là việc của những người giỏi về giáo pháp, tôi không biết gì, tôi làm sao nói pháp được. Nhưng đầu tiên chúng ta đã nói là gì? Pháp tức là phép
Vạn vật ở trên thế gian này đều có những khuôn khổ, những phép tắc nhất định và không thể vượt qua. Như vậy thì có thế gian pháp, có xuất thế gian pháp. Tuy là thế gian pháp hay xuất thế gian pháp đi chăng nữa, mà cái người nghe có thể ứng dụng, có thể thực hành được, đều mang lại lời đã an lạc. Câu chuyện lúc nãy chúng ta nói về câu chuyện của một vị tỳ kheo già. Vị này không nói gì cả, nhưng người phụ nữ đó nghe và hiểu được đây là pháp thật thâm vi diệu, là pháp vô ngôn, bởi vì pháp cao siêu không thể dùng ngôn từ thế gian để diễn tả được. Do ý niệm đó mà vị này chứng quả.